Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Thế giới hôm nay với các tin tức quốc tế cập nhật đáng chú ý. Cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai sắp bước đến cột mốc một năm. Lực lượng Nga tấn công rồi dập các điểm chiến lược ở miền đông Ukraine trước khi xe tăng phương Tây đổ bộ. Trong khi đó, Ukraine cũng đang chuẩn bị cho cuộc đại chiến mùa xuân mà Moscow có thể phát động trong thời gian sắp tới. Giữa bối cảnh đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới đang bước gần đến thời khắc thảm họa tận thế. Cùng với đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa tổ chức nhóm họp và đây một lần nữa trở thành sàn đấu tối nảy lửa giữa đại sứ Nga với đại sứ Ukraine, Mỹ và EU. Ở một diễn biến khác, khi cuộc đại chiến mùa xuân đang đến gần, nội bộ Bộ Quốc phòng Ukraine lại rơi vào tình trạng xáo trộn. Có thông tin cho rằng người đứng đầu bộ sẽ bị thay thế. Liệu đây có phải tín hiệu nguy hiểm cho thấy xung đột sắp leo thang lên một cấp độ chưa từng có? Trong khi đó, Nga cáo buộc Ukraine chơi đòn chiến tranh hóa học phía Mỹ tiếp tục nỗ lực gây áp lực lên các lĩnh vực kinh tế Nga. Theo Bloomberg, Washington sắp áp thuế 200% đối với nhôm đến từ xứ sở Bạch Dương. Các tin tức quốc tế nổi bật khác, Mỹ thiết lập khu vực tìm kiếm tàn dư khinh khí cầu Trung Quốc. Cùng lúc Tổng thống Biden cho biết quan hệ Mỹ-Trung không bị suy yếu vì sự cố khinh khí cầu. Cập nhật về thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, Tổ chức y tế thế giới WHO cảnh báo số người chết trong thảm kịch này có thể vượt 20.000. Ở Đông Nam Á, du lịch Thái Lan đón khách Trung Quốc lần đầu tiên sau 3 năm. Thí sinh đến từ Nga, lần đầu đăng quang Miss Universe 2022. Mỗi ngày một câu chuyện, một hình ảnh thú vị. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu một sáng kiến ở Mexico có thể giúp học sinh vừa ngồi học vừa giảm cân. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Thế giới hôm nay ngày 7 tháng 2. Thưa quý vị, thế giới đang tiến gần hơn đến một cuộc xung đột toàn cầu. Đây là lời cảnh báo được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đưa ra mới đây. Theo ông, các quốc gia không nên mộng du vô thức bước vào một cuộc chiến quy mô lớn. Và thay vào đó, hãy đối mặt với tình hình hiện tại bằng đôi mắt mở to. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 6 tháng 2, ông Guterres nói, triển vọng hòa bình đang giảm dần, nguy cơ leo thang xung đột và giao tranh đẫm máu ngày càng tăng, ông đồng thời chỉ trích rằng việc thiếu tầm nhìn chiến lược cùng với đó là những thành kiến đã ngăn cản những người làm chính trị đưa ra quyết định đúng đắn những suy nghĩ thiển cận này không chỉ vô trách nhiệm mà còn vô đạo đức người đứng đầu liên hợp quốc lập luận đồng thời cho biết thêm các chính trị gia và các doanh nhân hiện đang quá mải mê theo đuổi quyền lực và đồng tiền theo ông guterres luật pháp và trật tự quốc tế dựa trên các nguyên tắc liên hợp quốc đang bị xói mòn và đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bế tắc hiện nay nếu mỗi quốc gia đều đáp ứng nghĩa vụ theo hiến trương liên hợp quốc hòa bình sẽ được đảm bảo. Thế giới cần tỉnh giấc và bắt đầu ngay. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi. Ngoài ra, ông Guterres còn nhắc đến việc các nhà khoa học đã di chuyển đồng hồ ngày tận thế ở vị trí 90 giây trước 12 giờ đêm, cho thấy thời khắc thảm họa tận thế của nhân loại đang đến rất gần. Phát biểu của người đứng đầu Liên Hợp Quốc đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các quốc gia đồng minh cam kết gửi hàng chục xe tăng chiến đấu hiện đại đến Ukraine. Washington vừa qua cũng vừa tuyên bố chuyển giao cho Kiev loại đạn có tầm bắn xa hơn lên đến 150 km. Moscow nhiều lần cảnh báo việc phương Tây tiếp tục vũ trang cho Ukraine chỉ đang khiến xung đột thêm kéo dài, cũng như có thể dẫn đến cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO. Trong khi đó, cùng ngày, các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp và kêu gọi Nga chấm dứt hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine trước thềm cuộc chiến gần chạm mốc một năm. Bộ tranh luận còn có sự tham gia của đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc. Trong cuộc họp, các đại sứ đã đưa ra quan điểm về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Bà Linda Thomas-Greenfield nói rằng Nga phải ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Các quốc gia cần ưu tiên hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine khi mùa đông vẫn chưa đi qua. Chúng tôi đã nghe những lời kêu gọi chấm dứt xung đột. Điều này nằm trong tay của Tổng thống Vladimir Putin. Ông Putin đã bắt đầu cuộc chiến này và chính ông ấy phải kết thúc ngay lập tức bằng cách rút quân khỏi Ukraine và lập lại hòa bình. Đây là vấn đề sống còn của Ukraine đại sứ ukraine tại liên hợp quốc jerry kiski cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của nga vẫn là mối đe dọa lớn đối với dân thường trên khắp ukraine đại diện của liên minh châu âu tại liên hợp quốc ông silvio conjato cho rằng Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã gây ra tình trạng ô nhiễm bom mìn ở Ukraine, khiến cho việc viện trợ hàng hóa trở nên khó khăn và đe dọa đến an ninh của người dân. EU rất lo ngại các cuộc giao tranh đang diễn ra xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Trong khi đó, đại sứ Nga Dmitry Polyansky cho biết, chế độ Kiev đã phớt lờ những gì liên quan đến hành vi sai trái mà quân đội Ukraine đã làm với cư dân vùng Donbass và những khu vực mà Tổng thống Putin đã tuyên bố sắp nhập hồi cuối tháng 9 năm ngoái. Bên cạnh đó, đại sứ Trung Quốc Đại Bình vẫn giữ nguyên lập trường trung lập về cuộc chiến ở Ukraine. Ông Đại Bình nói rằng Trung Quốc một lần nữa kêu gọi các bên liên quan giữ gìn lợi ích của người dân, nỗ lực thúc đẩy hòa bình và tìm mọi cách để sớm chấm dứt xung đột. Sự an toàn của các cơ sở hạt nhân ở Ukraine phải được đảm bảo. Trung Quốc kêu gọi ngừng ngay việc bắn phá nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Trong gần một năm diễn ra chế sự. Phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nga vì hoạt động quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine đã khiến hàng triệu người phải di tản sang nhiều quốc gia và làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu. Trở lại Ukraine, cuối tuần qua truyền thống nước này bất ngờ đưa tin chính phủ sẽ thay đổi bộ trưởng quốc phòng, cụ thể bộ trưởng Oleksiy Danikov sẽ nhường lại vị trí cho ông Kirillo Oleksiy Novik Budanov, hiện đang là giám đốc của tổng cục tình báo Ukraine. Nhân vật này được cho là cánh tay phải thân cận của tổng thống Zelensky. Giới quan sát quốc tế cho rằng đây có thể là dấu hiệu xung đột sẽ leo thang trong thời gian tới. Theo hãng tin NPR cho biết, Bộ trưởng đương nhiệm Redikov được bổ nhiệm vào tháng 11 năm 2021, chỉ vài tháng trước khi Nga đưa quân vào Ukraine. Đầu tháng 2 năm nay, trang Kiev Independent đưa tin ông Redikov có thể bị thay thế. Sau đó, một số trang tin Ukraine phủ nhận việc này. Trong video phát biểu gần nhất, Tổng thống Zelensky cũng không đề cập đến việc thay thế Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, MPR dẫn lời nghị sĩ quốc hội Ukraine, ông David Arakamir, cho biết sự thay thế nhân sự này nằm trong kế hoạch của Ukraine nhằm đối phó với tình huống cuộc chiến kéo dài. Theo ông Arakamir cho biết, sự thay đổi là hoàn toàn hợp lý và ông Jennykov sẽ sớm đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược của Ukraine. Trên Telegram, ông Arakamir viết, cuộc chiến sẽ quyết định kế hoạch nhân sự. Nội các cần được củng cố, điều này đã và sẽ dễ ra trong tương lai. Trong khi đó, truyền thông quốc tế lại cho rằng sự ra đi của ông Zhenikov liên quan đến việc truy quét tham nhũng của Ukraine trong thời gian gần đây. Chính quyền Kiev được cho là đang nỗ lực cải cách và quyết tâm chống tham nhũng để nhanh chóng gia nhập Liên minh châu Âu. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng ở Ukraine tồn tại tình trạng tham nhũng liên quan đến gói viện trợ hàng tỷ đô la của Mỹ. Hiện Washington vẫn chưa tìm ra bằng chứng nào về vấn đề này. Nhưng việc Kiev truy quét tham nhũng được cho là để duy trì sự ủng hộ của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Zhenikov khẳng định ông không làm gì sai và sự thay đổi vị trí của ông diễn ra sau cuộc cải cách tham nhũng theo NPR ông Zelensky có quan hệ tốt với phương tây ông đóng vai trò quan trọng trong các thỏa thuận cung cấp vũ khí cho Ukraine nếu tiếp tục phục vụ đất nước trong lĩnh vực chiến lược ông Zelensky cũng sẽ thực hiện các nhiệm vụ hậu cần như trước đây tuy nhiên đối với chiến trường sự thay đổi có khả năng làm leo thang xung đột quân sự ngày 3 tháng 2 Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 2,2 tỷ đô la trong đó cả vũ khí tầm xa hơn cho Ukraine Mỹ đã thay đổi trước khi đó, nước này trần trừ gửi vũ khí tầm xa cho Kiev vì lo sợ họ sẽ dùng để tấn công vào Liên bang Nga. Đến ngày 5 tháng 2 năm 2022, ông Zhenikov lên tiếng khẳng định Kiev sẽ không sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, NPR cho rằng quan điểm của ông Zhenikov sẽ khác với người kế nhiệm. Giám đốc Tổng cục Tình báo Bunadov đã dự đoán chính xác cuộc tấn công của Nga và Ukraine, trong khi nhiều quan chức trong chính quyền Kiev cho rằng Moscow sẽ thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở quy mô nhỏ. Hồi tháng 1, ông Budanov đã từng đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, dù ông không xác nhận hay phủ nhận việc Ukraine có đứng sau các cuộc tấn công vào Nga trước đây. Ukraine thay đổi Bộ trưởng Quốc phòng ngay tại thời điểm nước này và các đồng minh liên tục đưa ra phán đoán về cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào mùa xuân. Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post tuần trước, ông Budanov đã đề cập đến mục tiêu giành lại bán đảo Crimea vào mùa hè này. Ông Budanov năm nay chỉ mới 37 tuổi, là một trong những vị tướng trẻ nhất của Ukraine, nhưng lại có sức ảnh hưởng đáng kể đối với Tổng thống Zelensky. Trong khi đó, Kiev Independent cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 6 tháng 2 đã gửi một yêu cầu chính thức đến Quốc hội Ukraine về việc bổ nhiệm ông Vasyl Maliuk làm người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine, SBU. Ông Maliuk đã trở thành quyền giám đốc SBU khi Tổng thống Zelensky cách chức người đứng đầu, lúc đó là ông Ivan Bakanov, vì tội phản bộ quốc gia. Theo các nhà hoạt động chống tham nhũng, ông Maliuk có quan hệ mật thiết với ông Oleg Tatarov, phó tránh văn phòng tai tiếng của ông Zelensky. Một cuộc điều tra của hãng tin Ukrainska Pravda chỉ ra rằng ông Maliuk từng tham gia bữa tiệc mừng sinh nhật của ông Tatarov vào năm 2021. Ông Tatarov trước đó bị cáo buộc có hành vi hối lộ. Tuy nhiên, vụ án chống lại vị quan chức này đã bị đình chỉ ông Tatarov cũng đã được biết đến là nhân vật có tầm ảnh hưởng đáng kể đối với hầu hết các cơ quan thực thi pháp luật ở Ukraine. Đài RT cùng ngày đưa tin, một số chỉ huy quân đội Nga đã đưa ra các báo cáo chỉ ra rằng lực lượng Ukraine đã triển khai một loại vũ khí hóa học nhắm vào các đơn vị của Nga ở vùng Donbass. Trên truyền hình nga, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin cho biết ông đã nhận được báo cáo từ các chỉ huy Nga, cho biết chiến tranh hóa học đã xảy ra trong hai tuần. Quân đội Kiev đã dùng các hợp chất hóa học khiến cho binh sĩ Nga bị bệnh. Sau đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov lên tiếng cho biết ông sẽ không bình luận về cáo buộc này vì Điện Kremlin vẫn chưa nhận được thông tin xác thực về vụ việc. Ông nói cần thêm thông tin từ Bộ Quốc phòng, tuy nhiên Bộ này chưa phản hồi về việc Ukraine dùng chất hóa học tấn công lực lượng Nga. Theo trang RT, từ giữa tháng 1, Ukraine có thể đã sử dụng vũ khí thả chất hóa học. Những đồn đoán xuất phát từ một video cho thấy binh sĩ Ukraine đang lắp máy bay không người lái, trên đó đính kèm các thùng chứa nhỏ. Công ước vũ khí hóa học CWC năm 1997 đã cấm sử dụng các chất hóa học trong chiến tranh. Cả Nga và Ukraine đều tham gia công ước này. Liên quan đến vấn đề chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine, mới đây Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết các thành viên NATO không đồng thuận việc này. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh gói viện trợ tiêm kích phản lực phải được sự chấp thuận của khối NATO. Trong cuộc phỏng vấn với tờ El Mundo của Tây Ban Nha, ông Morawiecki nói rằng, nếu chúng tôi không thống nhất việc hỗ trợ Ukraine, châu Âu sẽ phải trả giá đắt trong tương lai. Tuy nhiên, các thành viên NATO vẫn chưa có quyết định nào về vấn đề cung cấp tiêm kích phản lực cho Ukraine. Tuyên bố của ông Morawiecki được đưa ra sau khi Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wojciech cho biết, Warsaw không có kế hoạch cung cấp máy bay F-16 của Mỹ cho Kiev vị thứ trưởng nhấn mạnh, việc này phải có sự phối hợp đầy đủ của các thành viên NATO. Tháng trước, Tổng thống Zelensky đã tiếp tục kêu gọi phương Tây chuyển giao máy bay quân sự. Trước đây, Pháp và Hà Lan cũng khẳng định sẽ sẵn sàng chuyển giao các máy bay phản lực cho quân đội Kiev. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden phủ nhận thông tin Washington đang cân nhắc gửi F-16 tới Ukraine. Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck tuần trước cho biết, việc chuyển giao các máy bay chiến đấu sẽ biến Berlin trở thành một bên tham chiến vào xung đột ở châu Âu. Đáp lại, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố cung cấp máy bay F-16 là bằng chứng tiếp theo cho thấy các nước phương Tây đang tham gia vào chiến sự. Trong khi đó, Mỹ đang tiếp tục nỗ lực gia tăng áp lực lên lĩnh vực kinh tế của Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Bloomberg trích dẫn các nguồn tin thân cận hôm 6 tháng 2 cho biết, Washington sẽ công bố kế hoạch áp thuế 200% đối với nhôm do Nga sản xuất trong tuần này. Theo Bloomberg, Mỹ đã lên kế hoạch trên suốt nhiều tháng qua trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine sắp tròn một năm. Washington cho rằng Moscow đang bán phá giá nhôm ở thị trường Mỹ, gây tổn hại đến các công ty nước này. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Joe Biden lại chần chừ đưa ra quyết định chính thức do lo ngại việc áp thuế 200% đối với nhôm của Nga sẽ khiến ngành công nghiệp Mỹ thiệt hại, trong đó có ngành hàng không vũ trụ và ô tô. Bloomberg hồi tháng 10 năm ngoái đưa tin, chính quyền ông Biden đang cân nhắc 3 phương án đối với nhôm do Nga sản xuất, bao gồm cấm hoàn toàn tăng thuế quan hoặc trừng phạt các công ty sản xuất nhôm của Nga. Nga hiện là nhà sản xuất nhôm lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Trong cơ cấu nhập khẩu nhôm của Mỹ, nhôm của Nga chiếm khoảng 10%. Trong tháng 11 và 12 năm 2022, lượng nhôm Mỹ nhập khẩu từ Nga lần lượt 11.600 tấn và 11.000 tấn. Hồi tháng 1 vừa qua, số lượng này đạt khoảng 9.700 tấn. Cũng ở Mỹ, lực lượng bảo vệ bờ biển nước này hôm 6 tháng 2 đã thành lập một khu vực an ninh tạm thời ngoài khơi Nam Carolina. Để quân đội nước này thuận tiện tìm kiếm và thu hồi các mảnh vỡ từ khinh khí cầu Trung Quốc mà Mỹ đã bắn hạ hồi tuần trước, thông tin được Reuters đăng tải. Nhà trắng cho biết vụ khinh khí cầu của Trung Quốc bay vào không phận của Mỹ sẽ không tác động nhiều vào mối quan hệ vốn đã căng thẳng của hai nước. Phát ngôn viên của nhà trắng John Kirby cũng bác bỏ lập luận của Bắc Kinh, nói rằng khinh khí cầu chỉ hoạt động cho mục đích khí tượng. Trung Quốc đã lên án và cho rằng Washington phản ứng thái quá khi quyết định bắn hạ khinh khí cầu. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hoãn chuyến thăm Trung Quốc, vốn đã dự kiến được thực hiện từ ngày 5 ngày 6 tháng 2. Nhà Trắng cho biết họ vẫn chưa sẵn sàng lên lại lịch trình cho chuyến thăm Trung Quốc của ông Blinken trong thời gian sắp tới. Chuyến đi Bắc Kinh nếu được diễn ra đúng kế hoạch, sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Mỹ đến Trung Quốc từ năm 2018. Trước khi xảy ra vụ khinh khí cầu Trung Quốc bay vào vùng biển của nước Mỹ, Chuyến công du của ông Blinken được kỳ vọng sẽ tìm ra cách hàn gắn mối quan hệ có nhiều bất đồng giữa Washington và Bắc Kinh. Ông Kirby cũng cho biết các quan chức Mỹ hy vọng sẽ thu hồi được nhiều bộ phận của khinh khí cầu để tìm kiếm các thông tin tình báo có giá trị. Đầu tuần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh nói rằng khinh khí cầu Trung Quốc bay đến Mỹ là một sự cố ngẫu nhiên. Nhưng sự kiện này cũng là thử thách cho thiện trí của Washington trong việc cải thiện mối quan hệ giữa hai nước. Cũng liên quan đến việc Mỹ bán rơi trước khi khí cầu bị nghi liên quan đến hoạt động do thám của Trung Quốc vào cuối tuần qua, Tổng thống Joe Biden hôm 6 tháng 2 cho biết mối quan hệ Washington-Bắc Kinh sẽ không bị yếu đi sau vụ việc. Phát biểu với truyền thông hôm 6 tháng 2, Tổng thống Biden nhắc lại quan điểm của ông là chiếc khinh khí cầu cần bị bắn hạ ngay vào thời điểm thích hợp. Khi nhận được câu hỏi liệu sự cố khinh khí cầu có làm suy yếu mối quan hệ Mỹ-Trung hay không, nhà lãnh đạo trả lời, không, chúng tôi đã giải thích rõ với Trung Quốc về những gì chúng tôi làm, Họ hiểu lập trường của chúng tôi. Hôm 4 tháng 2, quân đội Mỹ đã điều các máy bay chiến đấu bắn rơi chiếc khinh khí cầu được cho là nhằm mục đích do thám của Trung Quốc ở ngoài khơi bang Nam Carolina ngay sau khi thiết bị rời khỏi vùng đất liền. Phía Trung Quốc khẳng định chiếc khinh khí cầu nêu trên được dùng để phục vụ các nghiên cứu khí tượng. Tuy nhiên, Washington cho rằng thiết bị này đã vi phạm chủ quyền của Mỹ và luật pháp quốc tế. Ở Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong Un vừa ra lệnh cho quân đội nước này mở rộng quy mô các cuộc tập trận, tăng cường năng lực sẵn sàng chống lại các mối đe dọa đối với đất nước. Theo đài truyền hình nhà nước KRT, ông Kim Jong Un hôm 6 tháng 2 đã chủ trì cuộc họp của Quân ủy Trung ương, nơi ông và các quan chức Triều Tiên thảo luận những mục tiêu chính trị quân sự trong năm nay, cùng các vấn đề phương hướng xây dựng quân đội. Nhà lãnh đạo nói, các nghiên cứu và thảo luận đã đặt ra hàng loạt nhiệm vụ về việc liên tục mở rộng, tăng cường hoạt động, diễn tập tác chiến của quân đội Triều Tiên để đối phó tình hình hiện tại cũng như hoàn thiện hơn nữa năng lực sẵn sàng chiến đấu. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên được cho là sắp tổ chức cuộc diễu hành quân sự đánh dấu kỷ niệm ngày thành lập lực lượng vũ trang đất nước ngày 8 tháng 2. Hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Triều Tiên đang diễn tập duyệt binh tại Bình Nhưỡng. Phía Hàn Quốc cho biết họ đang giám sát chặt chẽ các hoạt động quân sự của Triều Tiên. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, trước tiên sẽ là những tin tức cập nhật về trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vừa qua. Cho đến nay, thì số người chết trong thảm kịch không ngừng tăng cao. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, con số này có thể vượt quá 20.000 người. Nhiều khả năng tiếp tục có thêm những vụ sụp đổ nữa. Vì vậy, chúng tôi ước tính số người thiệt mạng trong các trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sẽ tăng gấp 8 lần. Bà Catherine Smolgut, quan chức cấp cao phụ trách các vấn đề khẩn cấp của WHO tại châu Âu, nói với AFP khi con số ước tính đang là 2.600 người. Vị này nói tiếp, thật không may đó là điều thường thấy trong các trận động đất. Các báo cáo về số người thương vong sẽ tăng đáng kể trong tuần tiếp theo. Trận động đất đầu tiên mạnh 7,8 độ Richter đã làm rung chuyển một vùng rộng lớn ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria vào dạng sáng ngày 6 tháng 2, thời điểm mọi người đang trong giấc ngủ. Trận động đất thứ hai xảy ra vào đầu giờ chiều cùng ngày tại khu vực này với cường độ là 7,7 độ Richter. Vào năm 1999, một trận động đất có cường độ tương tự đã tấn công khu vực đông dân cư ở biển Marmara, gần thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 17.000 người thiệt mạng. Giống như một số quốc gia khác, Nga và Ukraine thông báo họ sẽ gửi các đội cứu hộ đến các khu vực bị động đất tàn phá ở Trung Đông, hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục thiên tai. Ông Roman Okhotenko, người phát ngôn Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga hôm 6 tháng 2 cho biết, Bốn chiếc máy bay vận tải và hơn 100 nhân viên cứu hộ có kinh nghiệm lâu năm của Bộ đã lên đường đến Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, theo chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Vị quan chức cho biết thêm, nhóm này còn bao gồm 7 đội chó nghiệp vụ và một bệnh viện di động trên không, với 40 nhân viên y tế có khả năng cung cấp các hỗ trợ y tế đủ tiêu chuẩn ngay tại chỗ. Cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kubela phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia rằng nước này có thể gửi các đội ứng phó khẩn cấp tới Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ dọn dẹp đống đổ nát sau hai trận động đất kinh hoàng. Theo nhà ngoại giao, việc Ukraine gửi các nhân viên cứu hộ đến Thổ Nhĩ Kỳ không ảnh hưởng đến năng lực của các dịch vụ khẩn cấp trong nước. Ông Kubela cho biết thêm, Bộ Ngoại giao Ukraine đã nhận được hơn 20 yêu cầu của những người dân không thể liên lạc với người thân ở Thổ Nhĩ Kỳ sau thảm họa động đất. Hiện chúng tôi chưa nhận được báo cáo thương vong nào liên quan đến công dân Ukraine. Thông tin vẫn đang được cập nhật vị quan chức nói: Cho đến nay nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã liên tục hỗ trợ nhân lực, gửi hàng viện trợ cùng chung tay giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vượt qua thảm họa tự nhiên được đánh giá là kinh hoàng nhất trong ít nhất một thập kỷ. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đang gánh chịu hậu quả của trận động đất kinh hoàng thì ở quốc gia láng giềng Hy Lạp, tuyết rơi dày và nhiệt độ giảm mạnh khiến hầu hết các trường học và cửa hàng ở thủ đô Athens của nước này phải đóng cửa vào đầu tuần mặt đường đóng băng khiến giao thông bị tê liệt, nhiều dịch vụ công và doanh nghiệp phải chuyển sang hình thức làm việc tại gia. Những tuyến đường huyết mạch ở trung tâm Athens nối thủ đô với khu vực miền trung bị đình trệ sau khi cơn bão tuyết Barbara quét qua. Một số ga tàu điện và sân bay quốc tế trong thành phố cũng tạm ngưng hoạt động vì tình hình thời tiết vẫn còn ở mức báo động. Chính quyền địa phương yêu cầu người dân hạn chế đi lại nếu không cần thiết. Vùng ngoại ô phía bắc Athens chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi tuyết rơi dày, trôn vùi đường phố và xe cộ. Theo kênh truyền hình quốc gia ERT, lực lượng cứu hộ đã giải cứu 4 người bị mắc kẹt trong tuyết. Tuyết rơi dày là điều hiếm gặp trong mùa đông vốn ôn hòa ở Hy Lạp. Nhưng khoảng 3 năm trở lại đây, người dân đang phải đối mặt với thời tiết cực đoan giai đoạn này. Đợt không khí lạnh dự báo sẽ lan rộng đến đảo Crete ở phía nam cho đến ngày thứ tư. Trong khi đó, mới đây những đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đã đến Thái Lan sau 3 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Sự xuất hiện của các đoàn khách quốc tế cũng đánh dấu quá trình hồi phục và phát triển trở lại của ngành du lịch, vốn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế Thái Lan. Hôm 6 tháng 2, các quan chức thuộc Bộ Du lịch Thái Lan và đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan đã chào đón những đoàn khách du lịch đầu tiên gồm khoảng 20 người đi từ Quảng Châu đến sân bay quốc tế Đồn Mường. Hai đoàn khách Trung Quốc sẽ tham gia chuyến du lịch kéo dài 6 ngày đến khu nghỉ mát ở bờ biển phía nam và thủ đô Bangkok. Bên cạnh các đoàn khách Trung Quốc, bắt đầu từ tuần này, Thái Lan cũng đã nối lại các tour du lịch liên kết với 20 quốc gia, trong đó có Maldives, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Nga và New Zealand. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan Uthasak Supason nhấn mạnh tầm quan trọng của khách quốc tế đối với ngành du lịch Thái Lan, vốn chiếm một phần năm tổng sản phẩm quốc nội của đất nước. Đối với GDP kinh tế Thái Lan, du lịch chiếm đến 18%. Vì vậy, khách Trung Quốc trở lại sẽ mang đến tác động rất lớn và chúng tôi hy vọng đây sẽ là bước tiến quan trọng để đưa nền kinh tế quốc gia phát triển trở lại. Tôi rất phấn khích, thật vinh dự khi trở thành những khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đến Thái Lan sau khi các hoạt động giao thương và đi lại diễn ra bình thường. Tôi cùng gia đình đang rất mong chờ chuyến du lịch sắp tới. Thái Lan đón khoảng 11,15 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm 2022, một dấu hiệu của sự phục hồi nhưng còn kém xa kỷ lục 40 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2019. Trong đó, lượng khách Trung Quốc chiếm đến 1 phần tư. Tổng cục Du lịch Thái Lan đặt mục tiêu đón ít nhất 7 triệu khách du lịch Trung Quốc trong năm nay. Vừa qua, đêm chung kết cuộc thi sắc đẹp Miss Universe 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp tại thủ đô Sofia của Bulgaria với chiến thắng thuộc về Ela Masimova, 34 tuổi, một nữ doanh nhân người Nga và là bà mẹ của hai con. Đây là lần đầu tiên một thí sinh đến từ Nga đoạt vương miện kể từ khi cuộc thi thành lập. Do cuộc thi cấm các thí sinh tham gia dưới màu cờ Nga, nên cô Maximova đại diện cho Cộng hòa Umutia, vùng đất nơi cô sinh ra thuộc Liên bang Nga. Tân Hoa hậu Quý bà Hoàn Vũ 2022 chia sẻ cuộc thi năm nay có tính cạnh tranh cao vì có số lượng thí sinh tham gia kỷ lục. Đồng thời cô cũng không giấu được niềm xúc động khi mang chiến thắng về cho quê hương. Miss Universe lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2007 nhằm tôn vinh những người phụ nữ có gia đình trong độ tuổi từ 18 đến 55. Các thí sinh không những phải sở hữu vẻ đẹp về hình thể mà còn có sự nghiệp riêng và tham gia vào những hoạt động giúp đỡ người khác. Trong cuộc thi năm nay, đại diện Việt Nam Hoàng Thanh Nga xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 1. Các vị trí trong top 5 còn lại lần lượt thuộc về người đẹp Bulgaria, Venezuela và Hàn Quốc. Đến với những chuyển động thể thao quốc tế, Qatar đã tổ chức một kỳ World Cup thành công bậc nhất trong lịch sử, nhưng thành tích của đội tuyển quốc gia tại ngày hội bóng đá hoàn vũ cuối năm ngoái lại là điều đáng quên. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Qatar đã bổ nhiệm huấn luyện viên Carlo Queiroz dẫn dắt đội tuyển quốc gia hướng đến kỳ World Cup 2026. Carlos Queiroz sẽ dẫn dắt đội tuyển Qatar trong hợp đồng có thời hạn đến cuối năm 2026. Chiến lược gia 69 tuổi người Bologna được chọn thay thế Felix Sanchez, người đã rời đi sau kỳ World Cup năm ngoái khi Qatar thua cả 3 trận vòng bảng và chỉ ghi được một bàn thắng. Liên đoàn bóng đá Qatar nói về quyết định chọn ông Queiroz. Ông là một huấn luyện viên có tiểu sử làm việc phong phú, có kiến thức bóng đá sâu rộng, tư duy hiện đại và trên hết là bề dày kinh nghiệm, am hiểu về bóng đá châu Á. Carlos Queiroz cũng đã chia tay đội tuyển Iran sau kỳ World Cup năm ngoái khi đội bóng bị loại ở vòng bảng. World Cup 2026 sẽ được tổ chức ở ba nước Bắc Mỹ là Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Đó có thể là lần thứ 5 cựu thuyền trưởng Real Madrid, Queiroz cầm quân tại một vòng chung kết World Cup. Mới đây, câu lạc bộ Manchester City đã bị ban tổ chức giải ngoài hạng Anh cáo buộc vi phạm các quy định về tài chính. Kể từ khi đội bóng được tập đoàn City Football mua lại, Premier League đã chuyển cuộc điều tra cho một ủy ban độc lập, trong khi đội chủ sân Etihad cũng đã có những phản ứng đáp trả đầu tiên. Man City bị cáo buộc vi phạm quy định tài chính kéo dài từ mùa giải 2009-2010 đến mùa giải 2017-2018. Các cáo buộc xoay quanh việc đội bóng đã không cung cấp bằng chứng và thông tin chính xác về doanh thu, các nguồn tiền và chi phí vận hành. Kể từ khi được giới chủ siêu giàu Abu Dhabi đại diện là tập đoàn City Football mua lại năm 2008, Man City không ngừng mang về những ngôi sao hàng đầu, giúp họ giành được 6 danh hiệu Premier League và trở thành thế lực của bóng đá châu Âu. Đây không phải là lần đầu tiên Man City đối mặt với các cáo buộc tài chính. Họ từng bị Premier League điều tra năm 2018, bị cơ quan quản lý bóng đá châu Âu UEFA cấm tham dự Champions League trong 2 năm nhưng đã kháng cáo thành công lên tòa án trọng tài thể thao. Trong thông báo mới nhất về cuộc điều tra sắp được tiến hành, ban tổ chức ngoại hạng Anh cho biết các thành viên ủy ban độc lập được bổ nhiệm bởi chủ tịch hội đồng tư pháp Premier League. Các thủ tục tố tụng trước ủy ban này sẽ được bảo mật và xét xử riêng tư. Chúng tôi sẽ sớm có thông báo mới. Về phía Manchester City, câu lạc bộ cho biết sẽ hoan nghênh việc được xem xét bởi một ủy ban độc lập để kiểm tra toàn bộ những chứng cứ không thể chối cãi ủng hộ cho quan điểm của đội bóng. Luật công bằng tài chính của UEFA áp dụng cho các giải đấu châu Âu từ mùa 2013-2014 nhằm đảm bảo các đội bóng không bị thua lỗ nặng, ổn định giá cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng và mức độ cạnh tranh giữa các câu lạc bộ. Đội bóng vi phạm có thể nhận khung hình phạt từ trừ điểm, hủy bỏ danh hiệu cho đến bị loại khỏi giải đấu. Cuối chương trình hãy cùng với chúng tôi đến Mexico, một trong những quốc gia có tỷ lệ trẻ bị béo phì thừa cân ở mức báo động. Nhằm cải thiện và ngăn chặn tình trạng này ở học sinh cũng như tăng cường sự tập trung cho các em, một trường trung học tại San Nicolas de los Garza đã nghĩ ra một sáng kiến độc lạ. Những giấy bàn học được trang bị bàn đạp xe cho phép học sinh vừa học vừa có thể tập thể dục. Mô hình độc đáo này được triển khai tại trường trung học San Nicolas de los Garza Thay làm gác chân ở phía dưới chiếc bàn đơn được thay thế bằng một bệ đan có trục quay. Những em học sinh cảm thấy thích thú với thay đổi mới này khi những tiết học giờ trở nên thú vị và hiệu quả hơn. Khi được hoạt động thể chất, chúng em cảm thấy tập trung hơn và việc tập luyện cũng giúp cải thiện sức khỏe. Kể từ khi trở lại học trực tiếp tại trường, chúng tôi quan sát và thấy nhiều học sinh, đặc biệt là các bạn học sinh nam trong tình trạng béo phì do ít vận động và kiểm soát ăn uống trong thời gian hạn chế vì dịch bệnh. Chính vì vậy, việc tập thể dục là cần thiết. Theo thống kê, một phần ba người dân Mexico trưởng thành bị béo phì hoặc có xu hướng tăng cân mất kiểm soát. Một nghiên cứu gần đây cho thấy khoảng 8% trẻ em dưới 5 tuổi bị thừa cân béo phì. Con số này là 19% với trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Sau giai đoạn thí điểm, ngôi trường ở ngoại ô Monterey có kế hoạch trang bị bàn học tập thể dục cho tất cả 21 phòng học những hình ảnh về sáng kiến độc đáo giúp học sinh vừa ngồi học vừa giảm cân ở mexico vừa rồi đã khép lại chương trình thế giới hôm nay của chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại